Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình quay bà con xem về cái vườn của chú Chín ở huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Thì vườn của chú Chín có trồng gần một năm nay đang ra hoa, nói chung là năm trước cũng ra hoa, năm nay cũng ra hoa. Nhưng mà sản lượng năm trước á 70 cây của Chín thu được có một tạ. Thì năm nay mình xuống thăm vườn và hỗ trợ chú Chín về cái việc đó là trái non hay là hoa nó xả nhụy á, nó rụng rất là nhiều mà không đậu trái và nó bị thối quả, nấm cuốn rụng hết. Thì qua clip này mình và chú Chín đi thăm vườn của chú Chín 70 cây bơ ghép này. Nói chung thì với giai đoạn này vào tháng 1, tháng 2 âm lịch đó, thì đó là toàn bộ những giai đoạn mà bơ thường nó xả nhụy hay gọi bơ ghép nó xả nhụy. Thì vấn đề này thăm vườn của chú Chín á, toàn bộ những cây này ra bông rất là sai. Mà nông dân chúng ta cứ nghĩ ra bông là đậu, nhưng thực chất cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề xả nhụy, làm sao cho cuốn hoa, cánh hoa chúng ta nó xả nhụy một cách đều đặn và tỷ lệ đậu rất là cao. Thì đó mới là cái vấn đề quan trọng. Đó, toàn bộ những cái vườn này mình thăm á, thì với bơ búp và bơ thường á thì nó rất khác nhau và tỷ lệ đậu trái cũng rất khác nhau. Nhưng riêng về dòng bơ ghép á, đây là dòng bơ ghép nên tỷ lệ nó sẽ xả nhụy và đậu trái giống y như là bơ búp. Nó sẽ rụng rất là nhiều và thối cuốn hoa, thối trái rất là nhiều ở giai đoạn mà trái bằng hạt đậu xanh hay trái bằng đầu ngón tay á. Đó là cái vấn đề mà mình nói và con biết. Thì qua cái vườn này mình quay và sẽ hướng dẫn cho bà con về cách khắc phục. Thì đây vườn của chú Chín á, vừa có bơ búp vừa có bơ ghép. Thì những cái bơ ghép á, thì toàn bộ đang giai đoạn xả nhụy. Nhưng mà hiện trạng là chú Chín á, thăm vườn chú Chín á, mình quay từng cây cho bà con xem á. Đụng vô cái hoa rụng hết, đụng vô hoa rụng hết. Vì vườn đang xả nhụy nhưng mà có hiện tượng là trái non nó bị thối cuốn hết. Thì vấn đề này mình hướng dẫn bà con á, trong giai đoạn này bà con kiểm tra vườn cho mình thật kỹ nha. Cái thứ nhất là ngọn non nó phát. Cái thứ hai nữa là nấm cuốn. Cái thứ ba là bà con có phun đủ lượng canxi bo cho nó chưa? Thì đó là những vấn đề cơ bản mình hướng dẫn cho bà con. Thì vấn đề này á, mình hướng dẫn cho chú Chín á, là những cái trái bông mà nó nở hoa xả nhụy rụng hết á, bị nấm cuốn á, thì buộc phải phun để giữ lứa bông chưa xả nhụy xong. Còn những cái xả nhụy phun thuốc vào nó sẽ hỏng. Thì đó là phương án mình hướng dẫn cho chú Chín. Và cái thứ hai là những trái bơ mà nó đã xả nhụy xong á, những cây á, xả nhụy trái như hạt đậu xanh hay là bằng viên bi á, thì tiến hành cho phun nấm. Thì về vấn đề thuốc á, tùy vườn, tùy cơ chế mà bà con chúng ta có những dòng thuốc khác nhau. Thì mình sẽ không nói được tên thuốc vì nếu bà con áp dụng vào nó hỏng hoa giai đoạn này á, thì rất là khó. Nên tùy vào vườn mình sẽ tư vấn những cái phương pháp khác nhau cho bà con. Thì qua clip này mình chỉ nói chung về cái vấn đề mà xả nhụy và phương pháp như thế nào cho nó hiệu quả. Thì cái vấn đề bà con chúng ta hay băn khoăn chỗ này á, là có nên tưới nước hay không tưới nước. Thì mình vẫn nói ở tất cả clip trước á, là bà con luôn luôn giữ ẩm cho mình từ đầu đến cuối. Còn giai đoạn đang xả nhụy và con tưới nước vô á, bà con tưới thừa nước hay nhiều nước quá nó sắc nước nó rụng hết rồi, đó vấn đề là đương nhiên rồi. Còn bà con chúng ta giữ ẩm từ đầu đến cuối á, thì mình chắc chắn á, cây bơ nó xả nhụy, nó đổ nước, nó đậu rất là cao. Cành chồi bà con làm thông thoáng nữa rất là cao. Đó là cái cơ chế mà của cây bơ hoặc những cái ăn quả khác. Cái vấn đề thứ hai, vấn đề mà quan trọng nha, khi bà con trồng bơ riêng á, thì những cái lá già hay những cái cây cỏ ở dưới á, thì bà con vẫn để im cho mình nha, đừng có nên làm, để cho nó giữ ẩm cho tốt, khỏi bị thiếu nước dẫn đến tình trạng mà rụng trái nhiều. Ở vấn đề mình chia sẻ. Cái vấn đề thứ hai nữa là trong thời gian xả nhụy bà con chúng ta gặp mưa ẩm, một số vấn đề khác á, thì cái việc mưa là cái thời tiết gây ra nên bà con chúng ta không thể biết trước được. Giống như ở mùng 3 Tết 2018 này á, thì lượng mưa và lượng sương muối nó diễn ra trong 2 ngày khiến cho một số vùng bơ ở các tỉnh Tây Nguyên chúng ta nó phát đọt, và cái thứ hai nó rụng, và cái thứ ba là chế độ siết nước ở những cây bơ mà chưa tới tuổi phân hóa mầm hoa toàn bộ phát đọt hết. Đó là mình nói cho bà con về vấn đề giữ ẩm, đó là mình nhắc lại nha. Hầu như ở clip nào mình cũng nhắc nhở cho bà con là chế độ giữ ẩm cho mình. Cây trồng nào chúng ta phải giữ ẩm, nếu chúng ta không giữ ẩm nó sẽ khó đậu. Còn một số bà con nông dân chúng ta trồng khoảng gỡ 20-30 cây đổ lại á, thì nó đậu, bà con kêu không tưới nước nó đậu, thì cái đó cũng rõ ràng thôi. Tùy vào điều kiện thổ nhưỡng bà con, đất trồng bà con nó ẩm thì đậu. Nhưng mà nếu với kỹ thuật bà con phải giữ ẩm liên tục. Còn để theo tự nhiên thì sẽ có được năm được năm mắt. Nó không giống như bơ thường, riêng bơ ghép mình khẳng định sẽ không như bơ thường đâu. Mình chắc chắn một điều luôn. Nên cái công tác mà tưới nước giữ ẩm rất quan trọng. Cái vấn đề thứ hai mình nói đây là đọt non này. Tất cả cây trồng mà nó ra đọt non này bà con đừng có sợ. Cái đọt non này rất quan trọng, mình nhắc nhở bà con là rất quan trọng. Nó sẽ tạo điều kiện quang hợp đào thải yếu tố, quang hợp của
cây trồng qua bên ngoài hấp thụ dinh dưỡng. Thì bà con phun thuốc vào, nếu mà cây bơ nó hoa không á thì bà con kêu nghĩ hoa không á sẽ đậu rất là nhiều, nhưng mà nói lại cây bơ mà không có lá, khi mà trái bằng ngón tay hay đầu cái tâm trở lên hết á, hạt viên bi trở lên á, nếu không có lá bà con không phun thuốc được trong đó, không phun thuốc hãm ngọn, không phun được chất dinh dưỡng canxi bon đó, thì mình khẳng định là cái lứa trái nó sẽ rụng rất là nhiều, rụng rất là nhiều. Còn nó vừa ra mà không có hoa mà đậu bằng đầu đũa thì vấn đề đó bà con nghĩ không có ngọn đậu rất là nhiều. Cái đó là bà con mình chia sẻ, cái đó là cái cơ chế bình thường của cây quả thôi, nhưng mà nó sẽ rụng sinh lý tới 3 lần đó. Nếu bà con không có dinh dưỡng, không có thuốc phun vào cho cây hấp thụ thì nó sẽ rụng hết. Đó là mình chia sẻ với bà con. Thì mỗi cây trồng nó có một cơ chế riêng. Với cây bơ thường thì nó rất là dễ, không có lá nó vẫn đậu. Còn riêng về dòng bơ ghép phải có lá. Nhưng mà hầu như năm nay á, so với mọi năm á, thì cái lượng phát đọt rất là nhiều. 2018 này á, phát đọt rất là nhiều, phát đọt không thể kiểm soát được. Do thời tiết ảnh hưởng một phần, cái thứ hai là chế độ cây trồng năm nay nó sung sức quá nên nó phát rất là mạnh. Hầu như là vườn nào cũng phát, 60-70% đều là phát hết. Còn với những vườn mà rụng lá già, hầu như là vườn nào cũng rụng. Chỉ có những vườn bơ chúng ta chăm sóc chế độ nước đầy đủ, phân bón đầy đủ, lá nó xanh, thì những vườn bơ đó thì mình cũng khẳng định là đậu rất là cao. Cái vấn đề đậu cao này là do lá đổ hấp thụ dinh dưỡng được nhiều. Cái thứ hai nữa là vì lá già còn nhiều thì cây sẽ khó phát đọt non. Sau khi phát đọt non xong, mà vấn đề liên quan ở đây nữa là nếu mà lá non nó già trước khi xả nhị thì tỷ lệ đậu rất là cao. Hạt vừa ra đọt non mà vừa xả nhị thì tỷ lệ nó đậu thì nó giảm xuống, hiệu lực còn giảm đi 20-30%. Nếu bà con chúng ta nhận định được đúng thời điểm, đúng lúc bà con phun thuốc vào, phun dinh dưỡng vào, canxi bo đó thì nó đậu rất là cao. Nên cái vấn đề đọt non mình nhắc lại bà con đừng có lo lắng gì, sẽ có cách khắc phục hết cho bà con. Nhưng tùy vào clip mình sẽ nói từng cái clip cho bà con xem. Nhưng với clip này là mình quay bà con chia sẻ về cái vấn đề xả nhị của chú chín ở Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông, nó bị rộng hết. Chú chín này trồng 70 cây, trồng sen, cà phê và tiêu hết. Thì cái mô hình trồng sen này bà con đều áp dụng ở tất cả mọi nơi ở các tỉnh Tây Nguyên chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề khắc phục này thì nó có điều quan trọng. Như mình kiểm tra vườn đó, vườn của chú chín đang xả nhị, thì mình nói với chú chín rằng nếu vườn trên khoảng cỡ 50-60% trái xả nhị xong thì chú chín phun canxi đậu trái và chống rụng trái. Thì canxi thì nó giúp cho khả năng đậu trái rất là cao. Và có thể phun sen với thuốc nấm. Thì thuốc nấm này thì bà con hạn chế dùng một số dòng hóa học cho mình nha. Nên dùng những dòng nấm sinh học như na đâu, đồng, bạc thì nó hiệu quả hơn. Thì vấn đề thuốc rất là quan trọng với giai đoạn hoa này. Nên mình cũng nhắc nhở bà con tùy vào những cây trồng, những giai đoạn mà chúng ta phun đúng thuốc, đúng liều lượng, để tránh tình trạng chúng ta phun nhiều thuốc quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoa và trái rụng sẽ hết. Và ở giai đoạn này thì bà con có thể phun thuốc số loại thuốc sâu như là nhúng màng đó, để bảo quản được cái cây trồng chúng ta trái nhỏ nó chích hết. Thì mình quay clip này cũng rất là từ từ. Thì bơ với dòng bơ ghép thì nó sẽ ra trái không có đều, thì có cây trước cây sau, nhưng mà vấn đề vẫn quan trọng nhất là con chăm sóc giữ trái sao cho đậu. Rồi con sẽ bán được từ đầu mùa đến cuối mùa, có nghĩa là hết lứa hoa này tới lứa hoa kia đều là trái hết. Thì vấn đề thăm vườn này cũng rất là kỹ càng và hỗ trợ cho bà con nông dân toàn bộ 70 cây bơ này của chú chín. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video bên trái cây thơm mùa Lắc. Mình luôn quay và chia sẻ cho những bà con những cây bơ thường, bơ ghép, bơ 034. Nói chung tùy vào giống bơ mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm riêng cho bà con để bà con nắm bắt được và chăm sóc. Đây là cái vấn đề xả nhị của cây bơ ghép nha. Khi nào bơ bút xả nhị và những cây bơ bút nó phát đọt non, mình sẽ làm những clip phát đọt non để cho bà con có được cái phương án mà khắc phục. Thì với trường hợp này bà con ta hỏi phun thuốc hãm ngọn được không, mình khẳng định là không được phun, nếu bà con phun sẽ hỏng hết hoa nha. Đó là mình chia sẻ cho bà con. Thì qua đây thì bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi. Xin cảm ơn bà con ạ.